Bây giờ rời đi tách mưa rơi, vẻ đẹp trong thắm lá xanh ngân nga. Phải ca mùa hè, vẻ đẹp trong thắm lá xanh phải ca mùa hè. Em về đây, bây giờ rơi thành con suối nhỏ, em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cỏ nó liếm cười khi em ướt áo. Hè về có mưa, mùa hè có mưa. Hè về, xuân về tin ta. Cỏ nó liếm cười khi em ướt áo. Hè về có mưa. Khi tách mưa rơi, chỉ giữ ca trong tiếng pháo hót ngân nga. Bài ca mùa hè, chỉ giữ ca trong tiếng pháo vang bài ca mùa hè. Hè lên đây, mưa rơi rơi vừa những tiếng nhẹ. Em khẽ hát một bài hát mưa rơi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Khởi động ra, lát nữa là mình cười cho lớn lên. Bây giờ tập cười nè, một lát những tiết mục văn nghệ rất là vui và hấp dẫn. Chúng ta phải vỗ tay cổ vũ các bạn và cười lớn lên. Bây giờ vỗ tay trước nha. Rồi bây giờ vỗ tay kiểu chào mừng nè. Rồi vỗ tay kiểu chào mừng. Giơ tay qua đầu, giơ tay qua đầu, chỉ cái tay đâu. Tay đâu, tay đâu, rồi giơ tay qua đầu. Khoan chưa, vỗ theo kiểu. Rồi chào mừng, chuẩn bị. Một, 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 hai, ba. Từng cái nha, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, làm lại, 1, 1, 1, 2, 3, dỗ nhanh lên tí, 2, 3, rồi làm lại, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Kính thưa quý vị đại biểu, các bậc cha mẹ học sinh, thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng các em học sinh yêu quý, hôm nay, trong không khí tràn đầy niềm hân hoan phấn khởi, thầy và trò trường tiểu học Hồng Hà tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường, lời đầu tiên tôi xin gửi đến các quý vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Đây là nội dung lots of music, videos, and extras. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, candy, lemon, lemon, yellow, gummy bear. Oh, yeah, gummy, 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 gummy. Các bạn học sinh, chúng ta cùng theo dõi và đoán xem là trong bài múa này có những trò chơi dân gian nào nha. Một chút cô sẽ mời và sẽ có phần thưởng cho các bạn nha.
2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 4 tháng 9 2020 thông hành thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học theo lộ trình từ năm 2020-2021 đối với khối lớp 1. Cô và các em học sinh chúng ta cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Mở đầu sẽ là nội dung biểu diễn võ vô vi nam với hai nội dung tự vệ nữ và tinh hoa lượng nghi kiếm pháp. Một tràng pháo tay thật to. Nội dung tự vệ nữ do hai vận động viên Thu Thảo và Hoàng Ân. Tiết mục này đã đạt huy chương vàng trong nước và quốc tế. Nội dung của tiết mục, một người nam tấn công một người nữ và bị đánh trả bằng những đòn thế tự vệ tay không. Kết thúc hạ gục đối phương bằng đòn chân tấn công đặc trưng của môn phái Vô Vi Nam. Thank you.
vận động viên đến từ đội tuyển thành phố Hồ Chí Minh và cô Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giáo viên của trường tiểu học Phong Hà. Tiếp theo chương trình sẽ là tiết mục múa trống cơm do các em học sinh lớp 19 biểu diễn. Năm học 2021-2022 của trường tiểu học Hồng Hà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ông bà. Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh, xin hân hoan chào đón sự hiện diện của bà Võ Thị Bảo Chi, phó ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường. Bà Lương Thùy Hương và ông Lê Quốc Nam, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.
Về phía nhà trường xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Bùi Thị Hải Yến, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Cô Trương Thị Huỳnh Liên, phó hiệu trưởng nhà trường. Và một tràng pháo tay thật to cho sự hiện diện của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trường tiểu học Hồng Hà. Liên tục chương trình xin trân trọng kính mời cô Bùi Thị Hải Yến, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn tổng kết năm học. Xin trân trọng kính mời các em ơi. Rồi, giơ tay trái lên, bỏ tay trái xuống, giơ tay phải lên, bỏ tay phải xuống. Rồi chúng ta trật tự nghe cô hiệu trưởng phát biểu nha. Kính thưa quý vị đại biểu, các bậc cha mẹ học sinh, thưa các thầy giáo, cô giáo cùng các em học sinh yêu quý. Hôm nay, trong không khí tràn đầy niềm hân hoan phấn khởi, thầy và trò trường tiểu học Hồng Hà tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022. Thay mặt ban giám giới thiệu nhà trường, lời đầu tiên tôi xin gửi đến các quý vị khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Năm học 2021-2022, thầy và trò trường tiểu học Hồng Hà là một năm học vô cùng đặc biệt với giáo dục cả nước nói chung, của thành phố chúng ta nói riêng. Mặc dù cả một học kỳ 1, thầy và trò chúng ta đã phải học tập trong môi trường Internet vô cùng khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của cha mẹ, thầy cô và chính các em, chúng ta đã vượt qua và đạt được những thành công rực rỡ trong công tác giảng dạy, học tập và hoạt động đoàn đội ở tất cả các khối lớp. Kết quả như sau: 99,4% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 0,6% học sinh chưa hoàn thành chương trình. Về danh hiệu, 1983 trên 2408 em được khen thưởng, trong đó 1223 em học sinh hoàn thành xuất sắc, 9 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu, 751 em học sinh đạt thành tích vượt trội, 100% học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, và vinh dự có em Phạm Hoàng Anh lớp 5-1 đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố. Nhà trường vô cùng tự hào khi trở thành nơi ươm mầm tài năng cho học sinh, giúp các em đạt được thành công ngay từ bước đầu của trường tiểu học. Dưới mái nhà chung của trường tiểu học Hồng Hà, mỗi ngày đến trường của các em đều là một ngày vui khi được học tập, vui chơi và thường xuyên tham gia các hoạt động bổ ích. Bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của các em học sinh, kết quả rực rỡ này có được còn nhờ sự đóng góp thầm lặng của các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường. Trong năm học này, trường tiểu học Hồng Hà tiếp tục có một giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 10 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp quận, 9 thầy cô đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận, 1 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố. Các thầy cô không những giỏi về chuyên môn mà còn luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tận tâm với nghề, yêu thương học sinh, dành hết tâm huyết để giúp các em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Các em học sinh thân mến, trong dịp hè, chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi sau những ngày tháng học tập căng thẳng. Xong, bên cạnh đó, cô cũng nhắc các em rằng chúng ta không quên giúp đỡ gia đình trong công việc nhà, tích cực rèn luyện kỹ năng, đặc biệt cần chú trọng bảo đảm an toàn có một mùa hè vui khỏe, bổ ích. Năm học 2021-2022 đã khép lại. Trong không khí trang trọng buổi lễ tổng kết năm học, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, quý phụ huynh đã lòng đồng hành suốt năm học qua. Tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học qua. Thay mặt cho các thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bậc cha mẹ học sinh toàn trường,
những người đã không tiếc công chăm sức chăm lo cho các con, đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt năm học qua. Xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh mạnh khỏe, chuẩn bị đón những ngày hè thật vui vẻ, đầy ý nghĩa bên gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. Hey, 내가 되는 완전 미쳐버리는 사람. Hey, 그녀보다
Thank you.
Quá xuất sắc luôn. Gì nữa con? Chơi lộn. Mèo bắt chuột với lại rồng lắng lên mây. À, rồng lắng lên mây nữa, chúc mừng con. Một bạn cuối cùng nha, một bạn cuối cùng. Chi chi chành chành. Các bạn của trường tiểu học Hồng Hà biết rất nhiều trò chơi dân gian. Và cô hy vọng rằng là mùa hè sắp tới, chúng ta sẽ có những ngày vui cùng với những trò chơi dân gian mang đậm ý nghĩa dân tộc nước ta. Và tiếp theo chương trình là tiết mục nhảy hiện đại tinh bàn nhiều kỳ do các bạn học sinh khối lớp 3 biểu diễn. Đối với khối lớp 1,
xét đề nghị của 50 giáo viên chủ nhiệm các lớp và kết quả xét duyệt của học sinh toàn trường cuối năm học 2021-2022. Quyết định điều 1. Nay quyết định khen thưởng học sinh đã đạt thành tích trong năm học 2021-2022. Khen thưởng học sinh cuối năm học 1983 học sinh xuất sắc, 1223 học sinh tiêu biểu, 9 học sinh vượt trội, 751 học sinh. Điều 2, cá nhân tập thể học sinh đạt thành tích sẽ nhận được giấy khen và phần thưởng do nhà trường cấp. Điều 3, bộ phận văn phòng tài vụ giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hiệu trưởng Bùi Thị Hải Yến. Hẹn về, vui chơi chơi tí tách mưa rơi. Vẻ đẹp trong thắm lá xanh ngân nga. Bài ca mùa hè, vẻ đẹp trong thắm lá xanh bài ca mùa hè. Hẹn về, vui chơi chơi thành con suối nhỏ. Em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cỏ non tiếng cười khi em ướt áo. Hè về có mưa, mùa hè có mưa. Hè về, vui chơi chơi tí tách mưa rơi. Chim sơn ca trong tiếng pháo vang ngân nga. Bài ca mùa hè, chim sơn ca trong tiếng pháo vang bài ca mùa hè. Hè lên về, vui chơi chơi tựa như tiếng nhạc. Em hé hát buồn bài hát mưa rơi. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Mùa hè có mưa. Vui chơi chơi tí tách mưa rơi, vẻ đẹp trong khóm lá xanh ngân nga. Bài ca mùa hè, vẻ đẹp trong khóm lá xanh bài ca mùa hè. Hè lên về, vui chơi chơi cùng con suối nhỏ. Em thả chiếc thuyền bằng giấy vui chơi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cỏ non tiếng cười khi em ướt áo. Hè về có mưa, mùa hè có mưa. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về, mưa rơi rơi tí tách mưa rơi. Hè về. Xin cảm ơn tiết mục thầy Lê Việt Tiến. Một tràng pháo tay thật to dành cho thầy đi các con. Chương trình buổi lễ tổng kết năm học 2021-2022 của trường tiểu học Hồng Hà đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, thành công. Chúc toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường một mùa hè thư giãn, vui tươi bên gia đình. Chúc các em học sinh thân yêu có thêm nhiều điều thú vị và một mùa hè vui tươi bổ ích.